tôi là Phương Anh, xin kính chào quý khán thính giả với chương trình tin tức thời sự sáng ngày 8 tháng 12 năm 2017. Chương trình sáng nay gồm có những phần tin và thời sự đáng chú ý sau đây. Hoa Kỳ quyết định không cho một số viên chức Campuchia nhập cảnh vào Mỹ để phản đối việc Phnom Penh đàn áp đối lập và báo chí. Trung Quốc chính thức phản đối Ấn Độ về một thiết bị bay không người lái của nước này bay sang không phận của Trung Quốc và bị rơi. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ có cuộc họp khẩn vào ngày 8 tháng 12 liên quan đến việc Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Trong phần thời sự là bài viết liệu nhà nước Việt Nam rút ra được bài học gì sau những phản đối kịch liệt của người dân về việc đặt trạm thu phí BOT sai vị trí. Ngoài những nội dung vừa nêu, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, chính phủ Hoa Kỳ quyết định không cho một số viên chức Campuchia nhập cảnh vào Mỹ để phản đối việc Phnom Penh đàn áp đối lập và báo chí. Quyết định được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo vào ngày hôm thứ Tư, mùng 6 tháng 12 năm 2017. Nói rõ đây là phản ứng trực tiếp của Washington trước những hành động mà chính phủ Mỹ gọi là phản dân chủ của chính quyền Phnom Penh. Khi thông báo quyết định này, phát ngôn viên Hiddener của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc lại đòi hỏi Phnom Penh phải để đảng đối lập cứu quốc hoạt động trở lại, trả tự do cho lãnh tù Kem Sokha của đảng vừa nói, đồng thời đòi chính phủ Campuchia phải cho các tổ chức xã hội dân sự và báo chí được quyền tự do hoạt động. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ không nêu tên những viên chức Campuchia bị Washington cấm nhập cảnh, nhưng theo lời bà phát ngôn viên N, thân nhân của những người này cũng bị liên lụy, tức cũng không được vào Mỹ. Washington đưa ra quyết định cứng rắn này sau khi Tòa tối cao Campuchia ra phán quyết giải tán đảng đối lập cứu quốc. Những ghế đại biểu đảng này đang có ở Quốc hội được chia cho các đảng phái thân chính phủ của Thủ tướng Hun Sen. Trước đó, chính phủ Hun Sen cũng ra lệnh bắt giữ lãnh tụ Kem Sokha của đảng cứu quốc, cáo buộc ông này vào tội phản quốc. Một số thành viên cao cấp của đảng phải bỏ chạy ra nước ngoài xin tá túc vì lo sợ sẽ bị Thủ tướng Hun Sen bắt giam. Bên cạnh chuyện đàn áp đối lập, chính phủ của Thủ tướng Hun Sen còn tìm cách để giới hạn tối đa hoạt động của những tổ chức phi chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự, đồng thời còn ngăn cấm không cho các nhà báo được tự do hành nghề. Một trong những dẫn chứng được các giới chức Mỹ đưa ra là việc chính phủ Campuchia quyết định đóng cửa văn phòng Đài Á Châu Tự Do ở Phnom Penh và bắt giữ hai nhà báo từng làm việc với đài, cáo buộc họ tội làm gián điệp. Thưa quý vị, cuộc di tản của người Hồi giáo Rohingya tới các trạm tạm cư ở Bangladesh gây ra nguy cơ nghiêm trọng về an ninh, vì phiến quân nổi dậy có thể tuyển dụng những cảm tình viên trong số những người tị nạn này và phát động những cuộc tấn công xuyên biên giới nhắm vào Myanmar. Đây là cảnh báo được đưa ra trong báo cáo của nhóm khủng hoảng quốc tế công bố vào ngày 7 tháng 12. Theo AFP, bản báo cáo nhận định rằng quân đội cứu tế Arakan Rohingya, hay còn gọi là ARSA, đang quyết tâm xây dựng lại lực lượng và có thể sẽ dụ dỗ những người Rohingya lánh nạn tham gia vào tổ chức của chúng trong tương lai. Báo cáo cũng nói rằng có khả năng tổ chức này sẽ chuyển mục tiêu thành cuộc tấn công xuyên quốc gia và tận dụng Bangladesh làm cơ sở để tuyển dụng và đào tạo quân lính. Điều này có thể khiến vòng quay bạo lực ngày càng diễn ra nghiêm trọng hơn. Bản báo cáo cũng cảnh cáo hậu quả nghiêm trọng của các cuộc tấn công này có thể khiến quan hệ Myanmar-Bangladesh trở nên căng thẳng và triệt đường trở về quê hương cho những người tị nạn. Ngoài ra, người Rohingya cũng có nguy cơ trở thành mục tiêu của thế giới Hồi giáo, chẳng hạn như tổ chức khủng bố Al-Qaeda, nhà nước Hồi giáo ISIS và những nhóm thánh chiến khác kêu gọi tấn công Myanmar. Trung Quốc chính thức phản đối Ấn Độ về một thiết bị bay không người lái của nước này bay sang không phận Trung Quốc và bị rơi. Tin này được nhiều hãng thông tấn loan tải như là một biến cố mới trên đường biên giới giữa hai quốc gia châu Á khổng lồ, vốn căng thẳng bấy lâu nay. Bắc Kinh nói rằng, việc này xảy ra gần đây trên vùng núi non biên địa khu vực Đông Bắc Ấn giáp với Tây Tạng do Trung Quốc kiểm soát, nhưng không nói rõ chuyện này diễn ra lúc nào và chính xác ở đâu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Cảnh Sảng nói rằng, hành động của Ấn Độ đã xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc sẽ dẫn đến chuyện không thiết lập hòa bình và ổn định trên vùng biên giới, và Trung Quốc không hài lòng về việc này. Chưa thấy phản hồi chính thức từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ. Tuy nhiên, quân đội nước này nói rằng họ đã làm theo quy định là báo cho phía Trung Quốc biết ngay khi thiết bị không người lái của họ bay lạc vào không phận Trung Quốc do vấn đề kỹ thuật. Biến cố mới vừa nêu trên đường biên giới Ấn-Trung xảy ra chỉ vài tháng sau khi quân đội hai nước đối mặt nhau cũng tại vùng biên giới này. Căng thẳng xảy ra sau khi phía Trung Quốc cho tiến hành xây dựng một con đường trong khu vực cao nguyên Doklam. Sau khi căng thẳng được giải quyết, một vị tướng Ấn Độ nói rằng
Trung Quốc đang thực hiện một chiến lược gọi là tầm ăn dâu để lớn dần đất đai của Ấn Độ. Hai quốc gia lớn nhất châu Á này đã có một cuộc chiến tranh biên giới đẫm máu vào năm 1962, mà kết quả là quân đội Trung Quốc chiếm đóng một phần lãnh thổ trước đó do Ấn kiểm soát. Việc thương lượng để xác lập đường biên giới giữa hai quốc gia này đến nay vẫn chưa hoàn tất. Thưa quý vị, có khoảng 300 người tham dự sự kiện được Trung Quốc gọi là Diễn đàn Nhân quyền được khai mạc vào ngày 7 tháng 12 tại Đại sảnh đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Chủ đề được khách mời đến lắng nghe là sự phát triển quyền con người mang màu sắc Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc là ông Vương Nghị nói rằng có rất nhiều cách tiếp cận về nhân quyền khác nhau và không ai có quyền thuyết giảng cho người khác về vấn đề nhân quyền. Bắc Kinh nói rằng một trong những chuẩn mực phát triển của nhân quyền của họ là hạ thấp mức nghèo đói của dân chúng. Tuy nhiên, một giáo sư ở Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh nói rằng nếu so sánh chuẩn mực nghèo đói của Trung Quốc với các quốc gia khác thì ông thấy rằng nó rất thấp, vì thế phải nâng chuẩn mực này lên. Điều đó có nghĩa là số người thực sự nghèo đói của Trung Quốc nhiều hơn các tính toán của chính phủ Bắc Kinh. Một tổ chức theo dõi nhân quyền có tên là Bảo vệ quyền làm người Trung Quốc có trụ sở bên ngoài Trung Quốc nói rằng việc chú trọng phát triển kinh tế của Trung Quốc đã trả giá rất đắt về nhân quyền khi có rất nhiều người bị bóc lột, bị phân biệt đối xử và không được bảo vệ. Thưa quý vị, theo quan sát của các tổ chức nhân quyền quốc tế, thì có đến hàng trăm nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc bị cầm tù trong thời gian qua, nhất là từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền từ năm 2012 đến nay. Các tổ chức này nói rằng chính quyền đặc biệt nhắm vào giới luật sư nhân quyền và tăng cường kiểm soát mạng Internet. Phong trào đòi quyền chính trị tại lãnh thổ Hồng Kông do Trung Quốc kiểm soát vào năm 2014 cũng bị đàn áp, và thủ lĩnh của phong trào này là anh Hoàng Chi Phong đã bị giam và có thể sẽ phải đối diện với một bản án nặng hơn. Trung Quốc cũng là quốc gia duy nhất cho đến nay từ thời Đức Quốc xã cầm tù một người được giải Nobel về nhân quyền và để cho người đó chết trong lao là ông Lưu Hiểu Ba qua đời hồi tháng 7 vừa rồi. Các quốc gia Ả Rập và cộng đồng Hồi giáo tại Trung Đông vào hôm thứ Tư, ngày 6 tháng 12, cáo buộc việc Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Hãng tin Reuters loan tin vừa nêu vào ngày 7 tháng 12, dẫn lời tuyên bố của Tổng thống Palestine rằng Hoa Kỳ đang chối bỏ vai trò lãnh đạo như một hòa giải viên cho hòa bình. Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp quốc cũng lên tiếng cảnh báo kế hoạch dời đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem sẽ gây ra hậu quả cho tiến trình tái lập hòa bình giữa Israel và Palestine. Các đồng minh thân cận của Hoa Kỳ cũng chống đối Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, vì điều này đi ngược lại chính sách của Mỹ và thế giới về Jerusalem trong nhiều thập niên qua. Pháp bác bỏ tuyên bố đơn phương của Hoa Kỳ và kêu gọi sự bình ổn trong khu vực Trung Đông. Anh cho rằng sự công nhận này không giúp ích cho những nỗ lực mang lại hòa bình đối với Israel và Palestine. Đức thì nói rằng tình trạng tranh chấp thành phố Jerusalem căn bản chỉ có thể do hai quốc gia Israel và Palestine giải quyết. Liên quan Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ có cuộc họp khẩn vào ngày hôm nay, 8 tháng 12. Cuộc họp được tiến hành yêu cầu của 8 nước bao gồm Bolivia, Anh, Ai Cập, Pháp, Ý, Senegal, Thụy Điển và Uruguay. Ngay sau khi Tổng thống Trump tuyên bố nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói rằng giải pháp cuối cùng đối với Jerusalem sẽ do Israel và Palestine thương thuyết trực tiếp với nhau và không có giải pháp nào khác thay thế. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres còn nhấn mạnh ông một mực phản đối các biện pháp đơn phương đối với Jerusalem. Đại sứ của Bolivia ở Liên Hiệp Quốc cho rằng quyết định của Tổng thống Trump chống lại luật quốc tế và nghị quyết 2334 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp dụng hồi tháng 12 năm 2016 đối với vấn đề Jerusalem. Trong khi các quốc gia trên thế giới phản đối Tổng thống Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và dân chúng Palestine kêu gọi biểu tình vào trưa ngày 7 tháng 12, thì Thủ tướng Benjamin Netanyahu bày tỏ sự vui mừng qua một thông điệp rằng đây là một bước quan trọng cho hòa bình và cũng là mục tiêu của Israel từ những ngày đầu lập quốc. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình TV online của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại di động, quý khán thính giả hãy vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây quý vị sẽ thấy chương trình truyền hình nằm ngay ở trang chính và phía trên phần thời sự. Bấm vào nút play màu đỏ để xem trực tiếp cũng như để xem lại chương trình truyền hình đã phát trong tuần. Lưu ý, để thuận tiện, quý khán thính giả hãy chọn Add to Home Screen để lưu giữ địa chỉ này trên màn hình điện thoại di động, giúp dễ dàng truy cập cho những lần sau.
Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tiếp ngay trên trang Facebook Đài Á Châu Tự Do tại facebook.com/RFA Việt Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình truyền hình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đang được phát trực tiếp qua mạng xã hội Facebook và YouTube. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin gửi email về địa chỉ viettv@rfa.org. Trong phần thời sự hôm nay thưa quý vị, câu chuyện về những tài xế gom góp tiền lẻ và thậm chí cả tiền chẵn để mua vé qua trạm thu phí Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang mấy ngày qua tràn ngập trên khắp các mặt báo cũng như các trang mạng xã hội. Ngay kể từ khi mới được đưa vào hoạt động hồi tháng 8 vừa qua, trạm thu phí này đã gặp phải sự phản đối kịch liệt từ người dân. Cho đến trước ngày Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban lệnh miễn bỏ phí 30 ngày cho trạm BOT Cai Lậy, sự phản kháng ấy vẫn diễn ra một cách dai dẳng và nhiều tài xế tuyên bố họ sẽ không dừng lại cho đến khi trạm này được gỡ bỏ. Vụ việc này đã để lại cho Việt Nam những bài học gì? Phóng viên Lan Hương tìm hiểu trong phần sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Đài Á Châu Tự Do đã trao đổi với một số chuyên gia và nhà quan sát qua sự việc diễn ra ở trạm BOT Cai Lậy và họ đã đưa ra những bài học mà Việt Nam cần rút kinh nghiệm nghiêm túc qua vụ việc này. Thứ nhất là phải biết lắng nghe tiếng nói của người dân và tham vấn ý kiến của họ trước khi xây dựng trạm. Thứ hai, cần giải quyết tình trạng lợi ích nhóm và tham nhũng ở các trạm BOT. Thứ ba là phải quản lý thật chặt chẽ sự vận hành của các trạm này để tránh mọi tiêu cực có thể xảy ra. Ông Trần Văn Lĩnh, nguyên thành viên Hội đồng Nhân dân tỉnh Đà Nẵng nói với Đài Á Châu Tự Do là trạm Cai Lậy là một dự án nhằm moi tiền của người dân hơn là tạo thuận lợi cho người dân theo đúng ý nghĩa của dự án BOT. Vì vậy, theo ông, bài học đầu tiên mà Việt Nam cần rút kinh nghiệm đó là BOT phải mang lại sự thuận tiện cho người dân và phải cho họ quyền lựa chọn muốn đi BOT hay đi đường thông thường. Thứ nhất, chỉ xây dựng những cái BOT mới mà cái BOT sẽ mang lại cái giá trị gia tăng thêm cho người dân và đồng thời người dân có quyền chưa chọn lựa. Hai là cần phải kiểm soát chặt chẽ cái BOT. Thứ nhất, kiểm soát cái dự án của họ. Họ có bỏ thực sự một kinh phí như vậy không? Hay là họ khai vốn lên? Cái thứ hai là phải kiểm soát chặt chẽ cái nguồn thu của họ để cho họ thu hồi đúng trọng với cái phần lãi cần thiết mà nhà nước cho, chứ thu mà thôi, chứ không phải là họ toa đập với lại cái ban dự án để rồi họ nhận lại được một khoản tiền quá lớn. Mà để làm như vậy ấy, thì cần phải đưa cái việc thu tiền ấy bằng một hệ thống tự động nhằm là hắn cái việc thu đó là được rõ ràng, minh bạch để có thể mình rút ngắn lại. Qua những sai sót từ trạm thu phí Cai Lậy, ông Lĩnh đưa ra đề xuất là nhà nước hoàn trả lại tiền vốn đầu tư vào dự án này và giải phóng trạm thu phí theo đúng ý của người dân. Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm nói với Đài Á Châu Tự Do rằng một trong những kinh nghiệm đáng quý qua vụ Cai Lậy đó là giải quyết tình trạng lợi ích nhóm trong các dự án BOT. Tôi có thể nhưng không phải khẳng định là có lợi ích nhóm ở trong ấy. Cái người mà cho phép người ta đi thu phí ở trên cái con đường mà không đáng nên thu á, thì không phải là cho miễn phí đâu. Ông ấy cũng phải có cái lợi gì thì mới cho cái phép ấy. Thế thì muốn ngăn chặn cái này thì phải minh bạch. Các cái dự án phải hỏi ý kiến dân, phải điều tra xã hội học. Đằng này là các ông tự quyết với nhau rồi thế nọ thế kia. Đây là chuyện không đếm xỉa gì đến ý kiến của dân cả. Quan thì có ý kiến thì quan cứ làm. Dân thì mặc kệ dân, mà nếu dân phản đối lại là dân là ngu, dân hỗn, vân vân. Trạm BOT Cai Lậy được nói là đã triển khai xây dựng khi chưa khảo sát ý kiến của người dân. Thế nhưng nói về việc chưa lấy ý kiến người dân ở trạm này, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho rằng nhà đầu tư hay Bộ Giao thông không thể đi phát tờ rơi tới từng người dân để xin ý kiến. Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng từng khẳng định rằng hầu hết các dự án BOT ở Việt Nam không lấy ý kiến của người dân. Chính hiệp hội do ông quản lý cũng hiếm khi được hỏi ý kiến. Ông nói rằng một hiệp hội vận tải lớn như vậy còn không được lấy ý kiến thì chuyện người dân chưa được tham vấn có lẽ cũng là điều dễ hiểu. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động xã hội dân sự ở Hà Nội cũng đồng tình rằng qua vụ việc Cai Lậy, cơ quan chức năng cần học cách tôn trọng ý kiến của người dân, bởi vì họ mới là những người trực tiếp sử dụng dịch vụ. Tất cả cái BOT này nó là không minh bạch, cho nên là chính quyền
với những cánh hầu của họ lạm dụng cái BOT, mà BOT thực sự là một cái sơ đồ rất là hay để mưu lợi riêng. Đây thực sự là một chuyện gọi là tham nhũng tinh vi. Và nếu mà có minh bạch thì cái chuyện tham nhũng tinh vi nó không thể xảy ra được. Và bây giờ như vậy là chỉ có cách, tức là lập lại cái sự minh bạch thực sự, là nếu mà ông bỏ tiền ra ông xây, bởi vì người dân tôi là người phải trả tiền, cho nên tôi phải biết là ông xây cái đường bao nhiêu tiền, ông hợp đồng với Bộ Giao thông Vận tải là thế nào, điều kiện ra sao, và tôi là người trực tiếp sử dụng, tôi phải có quyền có tiếng nói. Tháng 9 vừa qua, trong buổi tọa đàm về dự án BOT, chính sách và giải pháp, đại diện Bộ Giao thông Vận tải đã thừa nhận chính việc buông lỏng quản lý và thiếu kiểm tra, giám sát đã tạo ra những nhóm lợi ích tại các dự án BOT. Cũng tại buổi tọa đàm, chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu đã thẳng thắn nêu ra ý kiến rằng nhiều dự án BOT là cơ hội cho tham nhũng, hối lộ và bòn rút ngân sách quốc gia. Thứ nhất là cái nhà đầu tư lợi tức của họ quá thấp, rồi dân chúng phản đối, rồi chính phủ gặp tất cả những cái vấn đề về ngân sách, rồi trong đó có vấn đề lợi ích nhóm, có cái vấn đề tham nhũng hối lộ ở trong đó. Và có thể những cái chương trình BOT trong tương lai có thể sẽ thất bại. Ngay sau đó, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, ông Đặng Huy Đông cũng thừa nhận các dự án BOT là nơi có nhiều rủi ro tham nhũng nhất. BOT là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Building Operate Transfer, tức là xây dựng, vận hành, chuyển giao, một hình thức giao cho tư nhân đầu tư vào cơ sở hạ tầng và cho phép họ thu phí để hoàn vốn đầu tư cũng như sinh lợi. Việt Nam hiện có nhiều dự án BOT cũng như trạm thu phí trải dài từ Bắc tới Nam. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ cho biết là các dự án này mắc nhiều sai phạm. Trong đó, kể từ khi triển khai cho đến nay, đã có hơn 70 dự án BOT không được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu mà do chỉ định thầu. Do biện pháp kiểm duyệt khắc khe của Chính phủ Hà Nội, việc truy cập trang web của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do tại Việt Nam là rất khó. Tuy nhiên, đừng lo, tường lửa sẽ không còn là trở ngại. Hãy truy cập vào trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.achautuido.info, www.achautuido.info. Và trước khi kết thúc chương trình tin tức thời sự hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính Việt Nam đã loan trong 24 giờ qua. Hội đồng Liên tôn Việt Nam phổ biến kháng thư phản đối biện pháp của cơ quan chức năng Việt Nam không cho Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức lễ đản sanh Đức Huỳnh Giáo chủ, người khai sinh Phật giáo Hòa Hảo. Theo kháng thư, thì lý do mà cơ quan chức năng đưa ra là vì Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy là một tổ chức không được nhà nước công nhận. Luật sư Võ An Đôn vừa gửi đơn khiếu nại đến Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam về quyết định mất kỷ luật xóa tên ông khỏi Đoàn Luật sư Phú Yên. Trước đó, vào ngày 26 tháng 11 năm 2017, Ban chủ nhiệm Liên đoàn Luật sư Phú Yên ra quyết định kỷ luật bằng hình thức xóa tên luật sư Võ An Đôn khỏi danh sách đoàn luật sư của tỉnh này. Trạm thu phí BOT Biên Hòa vào sáng ngày 7 tháng 12 xảy ra tình trạng các tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ mệnh giá 200 đồng và 500 đồng để trả 40.100 đồng phí qua trạm. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông đã không xảy ra và trạm này không phải xả trạm như BOT Cai Lậy. Bà Nguyễn Thị Mỹ Tỉnh, 49 tuổi, chủ quán có tên Bà Tám BOT Cai Lậy, người mang nước và khăn lạnh để tiếp sức cho các tài xế và người dân trong 4 ngày căng thẳng BOT Cai Lậy phải xả đóng trạm nhiều lần do mọi người phản đối trạm này đặt sai vị trí, vừa nhận giấy mời làm việc với công an huyện này. Cây thánh giá tưởng niệm 18 binh sĩ người Australia hy sinh trong trận đánh Long Tân trong cuộc chiến Việt Nam hồi năm 1969 được phía Việt Nam trao cho phía Australia vào hồi đầu tháng 11 vừa qua, nhưng yêu cầu được giữ bí mật vì sự nhạy cảm của vấn đề. Theo Bộ trưởng các vấn đề cựu chiến binh Australia, phía Úc đã đề nghị Việt Nam trao lại cây thánh giá sau khi Việt Nam hồi năm 2016 quyết định không cho những người Australia đến khu vực tưởng niệm trận đánh Long Tân thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để làm lễ tưởng niệm hàng năm, vì cho rằng việc làm lễ tưởng niệm là đồng ý với nhận định về chiến thắng của quân đội nước ngoài trên đất Việt Nam.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối chương trình tin tức thời sự sáng nay ngày 8 tháng 12 năm 2017. Mong quý vị cùng trở lại với chúng tôi vào tối nay lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam cũng trên YouTube và Facebook của Đài Á Châu Tự Do. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Phương Anh cầu chúc quý vị một ngày bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.